Chào mừng quý vị quay trở lại với phần tiếp theo của chương trình Đồng tiền thông minh ngày hôm nay trên kênh FBNC với phần thảo luận liên quan đến chủ đề quản lý tiền lương dành cho các doanh nghiệp qua phần chia sẻ của hai vị khách mời là chị Nguyễn Thị Bích Hồng, Phó Tổng Giám đốc của HR2B và chị Nguyễn Thị Hồng Vân, Giám đốc nhân sự của PPG Industry Việt Nam, tập đoàn đa quốc gia chuyên cung cấp các sản phẩm sơn phủ bề mặt, sơn bảo vệ trong ngành công nghiệp và hàng hải. Vâng, thưa chị Hồng, tiếp tục câu hỏi lúc nãy liên quan đến việc các doanh nghiệp như thế nào thì thường họ sẽ áp dụng cái biện pháp là quản lý tiền lương thuê ngoài như thế này. Thì xin được hỏi chị ở cái góc độ là cái quy mô công ty lớn nhỏ, số lượng nhân viên như thế nào thì họ sẽ nghĩ đến và có thể áp dụng cái phương thức này. Thì cái đó nó sẽ rất là tùy thuộc vào cái mục đích sử dụng của cái dịch vụ quản lý tiền lương bên ngoài này. Ví dụ như các doanh nghiệp họ tập trung nhiều vào vấn đề giải phóng những cái công việc hành chính và tập trung nhiều hơn vào cái vấn đề chiến lược thì quy mô có thể rất là ít, các văn phòng đại diện dưới 10 người hoặc là các cái gọi là các cái doanh nghiệp tầm trung từ 100 người đổ xuống, họ hoàn toàn họ muốn sử dụng cái dịch vụ này bởi vì họ nghĩ rằng là nếu như bây giờ họ tuyển một nhân viên, họ có một nhân viên cố định, gọi mình hay dùng gọi là một head cao đó, một nhân viên cố định để chỉ làm cái công việc này thôi á, thì họ thấy thực ra đứng ở cái góc độ về mặt gọi là chi phí đó thì họ thấy nó không hiệu quả, bởi vì là họ phải có một head cao để làm, trong khi đấy cái size cái quy mô công ty nó chỉ khoảng 5 bạn thôi chẳng hạn, thì nó không hiệu quả, không bỏ để có một nhân viên như vậy. Thì nếu như với một cái mục tiêu như vậy á, thì cái số lượng rất ít, họ hoàn toàn họ outsource ra bên ngoài và họ không có nhân viên quản lý tiền lương ở trong không, công ty, không cần cái vị không trí cần đó. Không cần vị trí đó nữa, hoàn toàn không có cái vị trí đó. Thế còn nếu như có công ty khác mà họ đưa vào cái mục đích là bảo mật và cái mục đích gọi là đảm bảo đúng luật đó, tuân thủ đúng luật đó, mình hay dùng từ là compliance đó, thì họ hoàn toàn với cái size nhiều hơn 300, 400, 500 thậm chí lên đến 1000 họ vẫn hoàn toàn có thể sử dụng cái dịch vụ này. Xin được hỏi cho chị Vân một chút, tức là ở đây nếu mình tự làm những công việc này và mình làm chủ về mặt thời gian cũng như là cái thông tin ở trong công ty, ở đây là mình lại phải thông qua một bên ngoài thì không rõ là mình có gặp những cái rủi ro nào về mặt là truyền đạt thông tin, truyền đạt cái ý tưởng hoặc là cái quyết định không, khi mà chúng ta mỗi lần quyết định gì liên quan tới lương thì chúng ta lại truyền đạt thông tin đó ra một bên thứ ba, bên ngoài. Thì không biết là mình có gặp rủi ro gì về mặt truyền đạt thông tin hay không. Cái điều tiên quyết khi mà sử dụng cái dịch vụ Baron bên ngoài á, là họ là cái người nắm giữ những cái thông tin mà có thể gọi là thông tin mật của công ty, là về lương bổng phúc lợi của nhân viên. Cho nên cái điều tiên quyết là phải chọn một cái nhà cung cấp dịch vụ rất là chuyên nghiệp để mà họ làm việc đó. Thì trong cái vấn đề trao đổi thông tin, nếu họ đã là nhà cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp rồi thì họ sẽ biết cách trao đổi như thế nào cho nó hiệu quả. Theo kinh nghiệm của tôi á, thì cái việc trao đổi thông tin cần phải nhanh chóng, kịp thời và chính xác. Thì những ví dụ như những cái file lương mà họ gửi cho doanh nghiệp thì những cái file đó đều phải cài password để bảo mật thông tin. Thì cái vấn đề đó là cái vấn đề bắt buộc, và những cái thông tin mà họ đưa ra thì phải đúng với lại cái lịch trình của công ty mà đã thỏa thuận với bên họ. Tôi không gặp vấn đề về mặt truyền tải thông tin trong cái những quyết định của mình liên quan tới theo tôi, kinh nghiệm của tôi đang làm việc với lại cái nhà cung cấp dịch vụ thì không có vấn đề gì cả. Miễn sao cái lịch làm việc đã thỏa thuận ngay từ đầu và tiến hành theo cái lịch làm việc đó là được. Và mỗi khi có những cái vấn đề này liên quan tới những cái vấn đề phát sinh liên quan tới tiền lương của nhân viên hoặc chính sách nâng lương, giảm lương như thế nào đó mà nó hơi phát sinh ngoài cái dự kiến của mình hoặc ngoài kế hoạch của mình đó, thì khi đó mình cái quá trình mình phải làm việc với bên thứ ba như vậy nó có gặp trục trặc gì không, có khó khăn gì không chị? Tôi lấy một cái ví dụ từ doanh nghiệp của tôi. Thì cái việc tăng lương hàng năm á, nó được thực hiện và cho kết quả vào tháng 3 thay vì là vào tháng 1 rồi xong trả ngược lại vào tháng 1 hàng năm. Thì ngay khi có cái thông tin về tăng lương và trả thưởng cho nhân viên thì cái thông tin đó phải được chuyển qua nhà cung cấp dịch vụ kịp thời để mà họ tiến hành thanh toán lương trong tháng 3. Thì như tôi vừa nói lúc nãy, thì miễn thông tin được cung cấp đầy đủ và kịp thời
thì cái việc mà trao đổi thông tin giữa hai bên nó sẽ không thành vấn đề. Việc một công ty thuê ngoài một cái dịch vụ quản lý tiền lương thì chắc chắn sẽ là tốn một chi phí, nhưng bù lại nó sẽ giúp, như chị Hồng lúc nãy nói, là giải phóng một số cái việc hành chính rồi tăng cường vấn đề bảo mật. Xin được hỏi chị Vân, theo chị thì những cái chi phí bỏ ra với những cái lợi ích mà mang lại như vậy nó tương xứng như thế nào? Hồng đã nói đầy đủ tất cả các ý, những cái thuận lợi khi mà sử dụng cái dịch vụ quản lý tiền lương bên ngoài so với là làm cái việc đó ở công ty, ở doanh nghiệp. Thì tôi bổ sung thêm một vài ý. Khi mà tuyển một người chuyên về cái quản lý cái công việc hành chính nhân sự ở công ty, quản lý tiền lương, thì mình phải thanh toán tất cả những cái chi phí có liên quan ngoài cái vấn đề mà mình trả lương ra cho họ, về bảo hiểm, về thuế, và song song đó thì mình cũng phải trả một cái khoản nữa về cái chi phí vận hành lương, ví dụ như là những cái phần mềm có liên quan. Thì khi sử dụng dịch vụ bên ngoài thì mình sẽ tiết giảm được cái chi phí đó. Là cái vấn đề thứ nhất. Cái vấn đề thứ hai, như tôi đã trình bày, thì mình sẽ tập trung hơn cho cái công việc về lập kế hoạch, chính sách, chiến lược. Một phần nữa là quản lý rủi ro. Thì nhà cung cấp dịch vụ họ phải là cái người hiểu rõ về cái luật hiện hành và tư vấn cho doanh nghiệp kịp thời. Thì khi đó thì doanh nghiệp sẽ tránh được cái rủi ro là làm sai luật. Đó cũng là một lợi ích. Như vậy, xin mời chị Hồng bổ sung. Hồng cũng muốn bổ sung thêm một chút về cái vấn đề rủi ro và đảm bảo đúng luật. Thì cái này nó như Hồng nói, nó cũng là một trong những cái lợi ích khá là lớn khi mà các doanh nghiệp sử dụng cái dịch vụ bên ngoài về quản lý tiền lương. Bởi vì là liên quan đến những cái chính sách về lương thưởng, các cái chế độ cho nhân viên thì rõ ràng là phía luật của nhà nước thì nó có những cái thời điểm nó cũng sẽ thay đổi nó, và cái việc mà áp dụng nó và áp dụng đúng á, thì đôi khi nó cũng là một cái vấn đề để nói. Bởi vì trong một cái doanh nghiệp á, thì cũng lại liên quan đến vấn đề bảo mật, thì không thể có quá nhiều người tiếp cận vào tất cả những cái dữ liệu, cũng như là mình có thể hỏi là kiểm tra được tất cả những cái việc làm của cái bạn làm quản lý tiền lương đấy có đúng luật hay không. Bạn vẫn áp dụng, nhưng mà thực ra thì cái luật đôi khi lại mỗi người lại hiểu theo một ý. Mỗi người lại hiểu theo một ý. Nhưng mà ở một cái góc độ gọi là cung cấp cho nhiều doanh nghiệp như một nhà cung cấp dịch vụ, thì cái việc mà đảm bảo đúng luật và áp dụng đúng á, là chắc chắn bên Hồng phải tuân thủ. Mà bên Hồng không phải chỉ áp dụng cho một doanh nghiệp mà nhiều doanh nghiệp. Vì vậy cho nên những cái việc mà tư vấn, trao đổi qua lại với các doanh nghiệp để mà làm sao đảm bảo là cái nghị định mới, cái quy định mới của luật lao động nó mình làm theo đúng luật và đúng thời gian, nó cũng là cái vấn đề quan trọng. Vì vậy cho nên nó cũng là một cái trong cái bối cảnh mà luật lao động và luật bảo hiểm xã hội, luật bảo hiểm y tế nói chung cũng thường xuyên thay đổi như hiện nay, thì cái nhà cung cấp dịch vụ họ sẽ nắm bắt kịp thời những cái thông tin thay đổi đó và thông báo trước cho doanh nghiệp để mà doanh nghiệp chuẩn bị ngân sách và chuẩn bị nguồn lực để thực hiện theo luật đó. Cảm ơn chị rất nhiều. Chúng ta sẽ tiếp tục về chủ đề này trong phần tiếp theo. Thưa quý vị, vừa rồi là những chia sẻ liên quan đến việc sử dụng và quản lý tiền lương thuê ngoài qua phần chia sẻ của hai vị khách mời là chị Nguyễn Thị Hồng Vân, Giám đốc Nhân sự của PPG Industry Việt Nam, và chị Nguyễn Thị Bích Hồng, Phó Tổng Giám đốc của HR2B. Chúng tôi sẽ còn quay trở lại trong phần tiếp theo với những nội dung liên quan. Quý vị có thể xem lại chương trình này trên website fbnc.vn hoặc là góp ý chúng tôi vào trang facebook.com/tiền thông minh. Chúng tôi sẽ còn quay trở lại sau ít phút nữa.